Người nước ngoài ở Việt Nam đồng loạt gửi thông điệp ý nghĩa giữa đại dịch Covid-19, cảm ơn đã giúp cho chúng tôi được an toàn. Rất nhiều người nước ngoài đã cùng nhau gửi lời cảm ơn đến lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở Việt Nam. Vì những nỗ lực của họ trong việc đảm bảo sức khỏe cho người dân. Trong đó có cả những công dân nước ngoài. Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của tất cả mọi người tại mọi nơi trên đất nước. Các đơn vị chức năng đang từng ngày từng giờ tiến hành các biện pháp quyết liệt để kiểm soát dịch bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau kể cả là công dân việt nam hay cả những công dân nước ngoài hiện sinh sống làm việc tại giải đất hình chữ s một dự án mang tên việt nam cố lên đã được những người ngoại quốc yêu quý đất nước và con người việt nam thực hiện những ngày qua thông qua dự án này họ đã cùng nhau gửi thông điệp cảm ơn đến những người nơi tuyến đầu chống dịch tại việt nam bởi những nỗ lực giúp cho họ được an toàn khỏe mạnh trong đại dịch được biết Người phát động dự án này là anh Nguyên Worrell, một giáo viên quốc tịch Anh sống tại Hà Nội, chia sẻ trên VTV, anh Worrell cho biết. Tôi quyết định tôi sẽ đăng bài cảm ơn các bác sĩ, y tá, cảnh sát, các chiến sĩ, tình nguyện viên, tôi liên hệ những người bạn thuộc cộng đồng người nước ngoài hiện sinh sống. Tại Việt Nam, họ lại liên hệ cho bạn bè của họ nữa. Chỉ trong hai ngày, đã có rất nhiều người viết lên cảm xúc của họ. Một dự án mới mang tên con, sẽ ở nhà do anh Wayne Worrell phát động. Ảnh, Wayne Worrell xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi tôi sẽ tiếp thu ạ à. trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại